Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện giải tập của tác giả Bùi Công Hiếu có tựa đề là Nghiệp chướng dòng họ Trùng Tang. Tập số 1 có lẽ là quý vị cũng đã mường tượng ra cái hướng nội dung của cái câu chuyện này sẽ nói lên vấn đề gì. Và trong tập số 2, thưa quý vị, đó là một hành trình mới của hai nhân vật 4 và 6 sau khi bỏ trốn tại quê hương và gặp gỡ một tên máu mặt có tên là Ninh. Và cũng tập số 2 này, hai tên bắt đầu bước vào một cái hành trình gian nan mới, thử thách mới khi cùng với tên Ninh đi vào trong rừng sâu để làm một công việc mà có lẽ hai tên cũng không ngờ tới. Và rồi diễn biến câu chuyện này sẽ như thế nào? Các nhân vật của chúng ta, cái số phận nhân vật của chúng ta sẽ đi về đâu? Thì chúng tôi mời quý vị và cũng mong muốn quý vị tiếp tục đồng hành của chúng tôi để hết 5-6 tập của bộ truyện này. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nghiệp chướng dòng họ Trùng Tang của tác giả Bùi Công Hiếu, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Đỉnh điểm là cho tới khi trời sáng, khi cả hai tên mở mắt thì đều đã yên vị ở dưới mặt đất, quần áo cũng lấm bẩn của nền nhà. Tư dậy trước nhìn Sáu rồi hỏi: "Lạ quá nhỉ, quả rõ ràng là anh với mày ngủ ở trên giường cơ mà, sao lại nằm ở dưới đất như vậy?" Sáu ngáp dài rồi vặn cái vai ra đằng sau, khi đêm qua bị ăn đấm lúc còn đang ngủ, hắn ấp ứ rồi nói: "Anh hỏi em thì em biết hỏi ai." Hai tên đứng lên rồi đi ra bên ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Tây Ninh cũng đã dậy, hắn ta tiến lại gần rồi hỏi: "Qua ngủ ngon chứ?" "Cũng ổn anh ạ." Tôi cúi đầu chào lại một cách cẩn thận. Ninh nhìn hai tên rồi nhếch mép cười, sau đó giục hai tên làm công tác rồi đi ăn sáng. Tư và Sáu cũng nhanh chóng thay quần áo rồi đi vào chuẩn bị mọi thứ, xong xuôi bước đi cùng với Ninh ra bên ngoài quán ăn. Hai tên cố gắng đi cúi gằm mặt xuống đất, vì đâu đó nhớ đầu vẫn còn có những kẻ đang truy bắt cả hai tên. Tây Ninh vào đó gọi những món cùng với rượu, chắc hắn là tay quen cho nên chủ quán cũng ra nhanh chóng. Uống từng cốc rượu mà phải thậm thịt người cúi lên cúi xuống, tránh người nhận ra mà mất ngon. "Bị thế này em ở nhà cho xong." "Thôi, được mời là tốt rồi, im lặng đi, đừng có căng thẳng quá." Tư liền nói với thằng em. Ăn uống xong, Tây Ninh rút tiền ra trả, không cần lấy tiền thừa. Người đi người lại lúc này cũng khá đông. Cả ba tên thì ngồi ở lại uống cho xong cốc nước rồi nhìn dòng người. Tiền Ninh móc ra một ít tiền để cho Tư và Sáu để đi mua thêm dụng cụ mà ở. Chiều đã hẹn gặp nhau ở chỗ lò rèn. Tư và Sáu vâng dạ rồi cầm tiền đi mua vật dụng, may thêm vài bộ quần áo để mặc. Nhìn bộ quần áo mới, Tư khẽ hỏi Sáu: "Tao biết là gã có tiền mà, nhiều là đằng khác. Qua mấy tên mới kia về, tên nào cũng thấy chật túi." Sáu cũng ánh lên khuôn mặt gì đó có vẻ hàm muốn. Mọi chuyện bây giờ đang bắt đầu tích cực. Số tiền Tây Ninh đưa cho hai anh em mà bây giờ hắn cũng chẳng đong đếm là bao. Hai tên lại kiếm quán nào đó ngồi lai dai với nhau. Cho đến khi trưa thì mới về nhà. Lúc này có lẽ như là Sáu chuẩn bước lại, định tính không bước thêm thì Tư mở cửa hỏi: "Sao anh không có vào nhà?" "Em bảo mà, qua em gặp một người con gái đứng sau lưng anh." Sáu cũng đáp. Tư cũng ra chiều năm chiêu suy nghĩ mọi thứ đang diễn ra. Thế nhưng hắn ta gạt đi vào trong nhà rồi ngồi phì phò vì thời tiết khá nóng. Ở ngoài sân ánh nắng chiếu rọi vào bên trong nền đất nóng. Sáu vẫn chưa muốn vào, hắn đi đi lại lại. Nhìn vào chỗ mà Ninh đã dùng lưỡi dao để chăm mấy người đang chuẩn bị áp giải mà hắn cảm thấy rùng mình. Trời đột nhiên nổi một cơn gió to, thổi cả vào người làm cho hắn sực tỉnh. Hắn giả bước nhanh trên con đường, tránh xa cái chỗ đó. Nhìn quang cảnh núi rừng rậm rạp, hắn khẽ thở dài một cái rồi quay trở lại vào bên trong. Tư đã nghỉ ngơi, Sáu thì vẫn lọ mọ cất lại số tiền lúc nãy mua đồ còn thừa. Hai tên ở nhà cho đến khi ánh nắng cũng đã vơi dịu thì đi ra bên ngoài hỏi thăm đến chỗ lò rèn. Đi đến nơi gần dưới chân núi, Ninh ướt đẫm áo đang ngồi uống nước rồi với tay hai anh em lại. Tư lúc đầu nghĩ rằng Tây Ninh sẽ bảo chúng làm công việc rèn, thế nhưng mọi suy nghĩ lại trái ngược hoàn toàn.
Ninh đặt hai chiếc dao sắc bén xuống dưới bàn trước mặt của cả hai. Tư liền hỏi: cái này là anh bảo bọn em đi làm rèn mà. Không phải, đây là vật dụng để chúng mày đi làm với anh thôi. Giờ vào mày cho nó sắc khi ưng ý thì mang ra đây. Ninh liền cười phá lên. Cũng chưa biết làm công việc gì, sau khi đoán hụt, Tư cũng cầm hai con dao lên cùng với Sáu đi vào bên trong mài lại cho đến khi nó nhọn hoắt. Nhìn cái lưỡi dao giòn sáng, tay Ninh cầm lên rồi kiểm tra. Cũng tỏ vẻ ưng ý rồi hắn đi vào bên trong lò rèn, móc tiền trả cho mấy người thợ. Hắn đi ra rồi uống nốt một cốc nước, rồi cùng với anh em trở đi. Vừa đi hắn vừa bảo: đây coi như là những thứ cần chuẩn bị trước khi làm việc cho anh tặng hai chú. Đợi tầm mấy hôm nữa rồi chuẩn bị đi. Tư và Sáu gật đầu, khẽ đưa con dao sắc bén dắt đằng sau, rồi từng bước đi về nhà. Đóng cửa phòng lại, Tư lấy con dao ra rồi ngồi lau lại. Ánh mặt trời lúc này cũng đã tắt, nhưng chỗ âm thanh của những tiếng ve ếch nhái ở đâu đó vang vọng trong buổi tối. Tư nhìn cái dao dài rồi cũng khen: cũng sắc lắm đấy. Anh thấy việc này có nguy hiểm không anh? Sao mà lão Ninh này giấu giếm thế chứ? Sáu giơ dao ra rồi ngồi nói. Tư cũng nghĩ có khả năng là như vậy, nhưng hắn vẫn xua tan nhanh cái ý nghĩ đó rồi đáp lại: việc gì thì cũng là tốt cả thôi, kệ đi. Có đi ăn hay không, anh đói rồi. Sáu gật đầu lấy tiền đưa cho anh, rồi hai tên cất con dao vào trong đầu giường. Hai tên ra bên ngoài quán ngồi ăn uống với nhau. Sáu uống cho đến khi ngả ngả men, ánh nến thắp cũng chỉ còn thoang thoáng bóng của hai gã ở dưới mặt đất. Sau khi đã xong xuôi, hai gã khoác vai nhau trở về nhà. Tư lèm bèm trong bóng tối: bây giờ anh với mày chỉ còn biết là theo hướng tự vạch thôi, đừng bao giờ nhìn mà bỏ cuộc. Sáu gật đầu rồi cả hai cùng cười lớn. Tiếng cười vang lên dưới những dãy núi nối dài nhau trải rộng. Hơi lạnh từ đâu thổi thốc vào người, những tiếng lá xào xạc va vào nhau kêu lên. Về đến phòng, sắp đứng sực lại khi thấy bóng người con gái ngày hôm qua đang đứng trước cửa nhà. Mặc dù tối om, những cái màu sáng ấy thì không thể sai lệch được. Sáu lùi lại rồi bảo với anh: anh nhìn thấy gì chưa? Rõ ràng là cái bóng trắng kia mà. Tư cũng thoáng thấy có bóng người đang đứng ở đó. Thế nhưng mặc kệ Sáu vẫn còn như đang đứng trời trầm, thì Tư mạnh dạn bước về phía trước, chân nọ đảo chân kia, mồm thì quát: đêm rồi còn tính vào phòng ông làm cái gì thế hả? Thế nhưng khi tay của Tư bám vào cái bờ vai lạnh toát thì hắn phải lùi lại, khuôn mặt được quay sang. Cái áo trắng, chính xác hơn là tấm vải trắng che lên người đó, từ từ nhuốm một màu đỏ tươi của máu, hôi tanh kinh khủng. Mái tóc cũng tự vén ra một cách thần bí. Cái khuôn mặt thì thâm tím tái lại, từng chỗ có vết thâm tím nổi lên to lớp che kín cả khuôn mặt. Tư đứng hình trước cái cảnh tượng đó, tim như muốn ngừng đập, mồ hôi chảy rình rình qua mắt cùng với những cơn gió thổi đang muốn tát vào mặt. Khuôn mặt đầy đáng sợ này khẽ lướt qua xung quanh rồi tiến lại sát thẳng của Tư. Chỉ có thêm một chút nữa thôi thì có lẽ tên Tư sợ quá mà đứt mạch máu mà chết. Sau cũng đã ngục xuống đất từ lúc nào. Hắn rủi mắt đi rủi mắt lại mấy lần và cầu mong rằng đây chỉ là ảo giác. Thế nhưng nó lại rành rành ngay trước mặt, không thể sai lẫn vào đâu được. Cả hai tên người nồng nặc mùi men rượu thì giờ có lẽ đã tỉnh lại sau khi cả hai phải chứng kiến sự việc này. Tiếng hét của Sáu vang lên như là quấy động cả xóm trọ trong một buổi tối tĩnh mịch. Sau khi nghe thấy âm thanh xé toạc không gian yên tĩnh, từng phòng lúc này tất cả những cánh cửa đã được mở ra. Gã Ninh cầm cây nến chạy ra ngoài trước, lấy một tay che tránh cho ngọn nến tắt trước gió. Ra đến nơi thì hắn thấy Tư đang đứng sững người không nói câu nào, còn Sáu thì đang nằm dưới đất cách đó không xa. Những gã râu ria kia chạy ra hỏi hai tên là có chuyện gì, thế nhưng hình như chúng đã bị á khẩu, không hé răng nói được nửa câu. Cho bọn chúng vào phòng đi, chắc là chúng gió rồi đấy. Mấy tên hô hào nhau rồi cho hai tên vào trong phòng, kéo cánh cửa lại rồi đặt chúng lên giường. Tên nào tên ấy mấy người cũng lạnh toát, nhưng mặt thì không ngừng vã mồ hôi như có nước đổ thêm vào. Dùng những cách dân dã để chữa cho cả hai anh em thì cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại. Tư sợ hãi nép sát vào tường rồi gào lên: có ma, có ma. Sáu mở to đôi mắt quay sang nhìn người trong sự mệt mỏi. Cả đám nghe thấy xong thì chỉ lắc đầu rồi quay về phòng. Cho đến khi mọi người đã về hết, Tây Ninh mới lại hỏi han xem có vấn đề gì hay không. Thì tay Tư bắt đầu rơi lệ, cái thứ một gã đàn ông không nên xảy ra. Hắn cũng đã thoát chết trong gắng tấc vì tiếng la hét của thằng em trai. Tây Ninh thấy gió thổi ở bên ngoài ngày một lớn, hắn vội vàng bấm tay xem xét rồi đứng lên kéo Sáu dậy rồi nói: sang phòng anh đi, ở đây không có ổn lắm đâu. Tư và Sáu vừa run rẩy vừa cố gắng đứng dậy đi ra bên ngoài. Nếu như bây giờ chỉ cần chạm mặt với cái thứ kinh hãi kia một lần nữa thì Tư đứng tim mà chết,
không để cho nỗi sợ bám theo dài dẳng. Ninh thổi nến làm cho căn phòng tắt ngấm, đóng cánh cửa lại nghe ken két thật chói tai. Cả hai đi từng bước bám sát vào áo của Ninh sang phòng của gã đó. Ngồi xuống ghế uống một cốc nước cho tỉnh táo lại, Ninh đi ra bên ngoài xem ngó thêm cái gì đó rồi mới đóng cửa lại. Nhìn hai tên vẫn còn đang run rẩy dưới ánh đèn, tay Ninh lúc này mới hỏi nhỏ: "Các chú thấy một người con gái mặc áo vải trắng tinh, tóc che kín khuôn mặt đúng không?" Tư và Sáu nghe xong không giữ nổi bình tĩnh, cũng gật đầu lìa lìa. Gã Ninh rót một cốc nước đưa cho cả hai rồi nói: "Mấy chú đêm nay ở với anh, phải là mấy chú gặp ma rồi đấy." "Người phụ nữ đó là ai vậy anh?" Tư run rẩy còn chưa hết nỗi sợ. Tây Ninh chưa vội trả lời mà châm một điếu thuốc, sau đó liền bảo: "Là người phụ nữ đã chết ở trong đó cách đây khoảng 6 tháng. Lúc này mọi thắc mắc cũng gần như có lời giải. Sáu vừa vội lấy cái chăn cuốn nhẹ vào người, khi thời tiết vẫn còn đang oi bức một cách khó chịu. Ánh mắt của Ninh dường như có một chút gì đó bí hiểm đã được Tư nhìn thấu. Câu chuyện có vẻ chẳng đơn giản một chút nào. Tư nuốt nước bọt rồi hỏi lại kỹ càng: "Câu chuyện như thế nào vậy anh?" Cách đây cũng đã vài tháng, có một gã đến đây để leo lên núi tìm trầm và tìm vàng. Đó là những thứ có giá trị đắt đỏ. Và hơn thế nữa, ở cái thời đất nước vẫn còn đang trong thời kỳ đô hộ này, mọi thứ cũng trở nên gắt gao. Cũng chính là dân chuyên nghiệp trong cái nghề này, hắn cũng nhanh chóng đi vào trong rừng, tránh những cuộc hành quân của các chiến sĩ cách mạng để tìm vàng và tìm trầm hương. Mỗi lần hắn đi khoảng tầm độ 4 ngày thì mới quay trở về cái phòng trọ ấy. Lúc nào cái tay này cũng đầy ắp là những thứ hắn đã kiếm được ở trên rừng. Tây Ninh lúc này thì cũng giống như là hắn, một kẻ cũng đã có nghề và tìm đến phòng trọ này để ở, vì nó tiện ở ngay dưới chân núi, cho nên cũng thuận tiện cho việc đi lại. Tây Ninh cũng có đi kiếm, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu vì không biết rõ địa hình mà vạch. Hắn ta bắt chuyện với tên kia, hai tên ở với nhau ngày nào cũng uống rượu chè be bét, lợi dụng cơn say để hỏi chuyện. "Em với anh cùng nghề, thế nhưng mà sao em lại kiếm được ít mà anh lại kiếm được hời như vậy chứ?" "Những người vùng mặn dưới cũng lên đây để tìm, chúng nó tìm còn nhanh hơn mình đấy." Gã kia lèm bèm và đáp lại. Kể đến đây thì thân thế của Tây Ninh cũng dần được hé lộ để giải đáp mọi thắc mắc cho hai anh em. Từ cũng gật đầu vì cái nghề lấy trầm hương có vẻ kinh tế đủ mạnh, hơn thế nữa còn đi đào vàng thì tiền để đâu cho nó hết. Hắn cười rồi im lặng nghe tiếp cuộc trò chuyện đang diễn ra của Ninh. Về sau đó, Ninh cùng với gã này đi lên trên rừng để giúp cho túi tiền của mình lên nhanh chóng sau khi bán những cái giá trên trời cho mấy gã buôn. Mấy gã buôn cũng đành phải ngậm ngùi bỏ số tiền lớn cho hai tên này vì những thứ hàng này rất là khó kiếm, không biết vào rừng bao nhiêu ngày để lấy được. Từ đó Ninh cũng đã dấn thân vào việc giết người rồi cướp lấy khối tài sản bao giá trị, nhưng mà hắn không kể với Tư và Sáu nghe vì sợ hai tên cũng sẽ không dám làm. Cho đến khi gã đó thông báo cho Ninh biết rằng hắn thân quen một cô nàng ở trong làng, hai người dẫn nhau về ở chung. Tây Ninh lúc đó chỉ lủi thủi một mình vào trong rừng tiếp tục công việc, để mặc lại gã kia ở nhà để ăn chơi. Bẵng đi một thời gian, buổi tối khi cả cái xóm trọ đang lên ánh đèn thì tiếng lục đục cãi nhau to phát ra từ căn phòng đó, cũng chính là căn phòng mà Tư và Sáu đang ở. Tất cả mọi người mở cửa ra nghe ngóng mọi thứ. Gã kia cầm đầu của cô gái rồi tát ra bên ngoài khỏi cánh cửa, một cuộc tra tấn kinh khủng. Mấy người trọ trước đó cũng chẳng dám nhìn. Ninh thì không quay lại mà đi thẳng về phòng. Cô gái kia nghe đầu đã lấy tiền của hắn, cho nên hắn ta đã hành hạ một cách dã man. Nhìn khuôn mặt mang một nét mặt mà kia gần như đã biến dạng với cái tên vũ phu này. Ở với nhau được một thời gian, nhưng gã kia ra tay không hề thương tiếc chút nào cả. Cô gái gào khóc thảm thiết van xin. Cuối cùng càng nhiều người kéo tới, làm cho gã đó dừng tay đi vào trong phòng rồi đóng chặt cửa lại. Cô gái đó ở bên ngoài nằm trời tối lạnh lẽo, rồi lủi thủi đi lang thang trong khi toàn cảnh chỉ là một màn đêm bao trùm. Cô gái cứ bước đi trong màn đêm khi người để thương tích. Cô ta chẳng dám về nhà, rồi cũng chẳng có chỗ nào mà đi. Gió trời đêm cứ rít mạnh, bóng dáng của cô gái ẩn hiện trong màn đêm hiu quạnh. Đến khi tay tỉnh nhân kia mở cửa thì thấy xác cô gái đó đã cứng đờ, chân tay toàn là vũng máu dưới nền đất khô đét. Hắn lùi lại ngã xuống, chân tay run lẩy bẩy. Cả ngày hôm đó khu nhà trọ rất đông người kéo đến xem cái xác chết xấu số của cô gái. Người nhà cũng kéo nhau đến, gã kia thì không biết nói sao cho phải.
Nguyên một ngày, không khí xung quanh chỗ này cũng không thể nào mà im lặng được. Người này tới thì người kia cũng về, nối đuôi nhau xem lại hiện trường. Gã kia vẫn không tin vào mắt của mình, hắn sợ hãi nấp vào trong phòng, bịt chặt tai để tránh những tiếng gọi cửa làm phiền. Ai mở cửa cũng không ra. Cả một ngày trôi qua với những tai tiếng ở bên ngoài. Cái xác và hiện trường cũng được thu dọn sạch sẽ. Tư liền thở dài rồi hỏi: "Vậy là cái vòng hồn hôm nọ em gặp là của cô gái kia sao anh?" "Không sai lệch vào đâu được đâu." Tây Ninh nhấc một cốc rượu lên tu trọn. "Thế tay kia đâu rồi anh?" Sau lúc này mới lên tiếng sau khi nghe xong cuộc trò chuyện. Ninh đặt cốc xuống và tiếp tục câu chuyện vẫn còn đang dang dở. Gã kia ra bên ngoài khi trời đã về đêm. Mọi thứ được trở lại sự im lặng vốn dĩ của nó. Gió rừng rít lên liên tục. Hắn ta rảo bước đi về phía những hàng cây đang có gió lùa qua mát rượi. Mỗi bước đi, tay đó lại cảm thấy có ai đó ở đằng sau. Tiếng bước chân vang lên dồn dập, làm cho tên đó quay đầu lại. Thế nhưng chỉ là một màn đêm của núi rừng âm u đến đáng sợ. Hàng ngày gã vẫn đi dạo, mà cảnh vật vẫn bình thường. Dù không có ánh sáng của nến nhưng vẫn bù lại, mập mờ như hình bóng của hắn in dưới ánh trăng. Thế nhưng hôm nay những đám mây kia dường như đã che hết toàn bộ ánh sáng. Mặt đất tối om, gió thì rít mỗi lúc một mạnh. Hắn ta quay người lại nhìn về chiếc phòng trọ, thở hắt rồi tính bỏ đi. Thế nhưng phía xa có cái bóng người áo trắng tiến sát lại chỗ của hắn, lúc ẩn lúc hiện mập mờ trong màn sương đêm. Hắn dụi mắt để nhìn cho thật kỹ. Thế nhưng cái bóng đó cứ tiến sát lại gần, theo đó là những tiếng khóc vang lên âm ỉ đến não ruột. Tất cả mọi thứ dường như làm cho gã đó choáng ngợp. Gió thổi mỗi lúc càng mạnh, chân tay của gã ta run rẩy, định cất bước chạy. Thế nhưng chân của hắn cảm giác có ai đó đang cầm chắc, không tài nào có thể nhấc lên để chạy trốn. Hắn hướng mắt ra nhìn chiếc bóng đó. Cái bóng đó lướt nhẹ trên mặt đất, rồi nở ra một chàng cười vang lên trong đêm tối, nghe đến nổi cả da gà, với cái âm thanh của ngạ quỷ ùa về. Gã kia nghe xong nổi hết cả gai ốc, đứng hình nhìn khuôn mặt của người đã từng ăn nằm với mình. Cái khuôn mặt bè bét máu do chính bàn tay của gã ta. Một bàn tay lạnh vòng qua sau lưng của hắn. Sau đó tất cả bầu trời tối đen lại, nhưng hạt mưa cũng bắt đầu tí tách rơi. Sáng ngày hôm sau, mọi người trong dãy trọ thấy phòng của hắn ta mở tung mới bắt đầu sang xem, nhưng không có hắn ở trong phòng. Tất cả bắt đầu nhao nhao đi tìm, vì nghĩ rằng hắn ta đi đâu cả đêm, cho nên ánh nến trên cái bàn cháy rụi không còn một cái gì. Đi ra ngoài đằng xa, thì xác của hắn đang nằm dưới một gốc cây to, mắt trợn trừng mồm há hốc, cái xác cứng đơ lạnh lẽo, lộ rõ nên sự sợ hãi của gã kia. Không ai biết là hắn ta vì sao lại chết và vì lý do gì. Ninh cũng chẳng thèm để ý. Hắn ta chết là do số của hắn. Tất cả trở về để cho người có chức quyền làm việc. Những căn phòng khác về sau có người mới đến ở. Thế nhưng cái căn phòng trước đó chính là căn phòng gã kia giết chết tình nhân, thì ai ở cũng chỉ căng lắm chưa để đến ngày thứ ba. Tất cả bọn họ phải dọn đi. Tây Ninh biết vậy nhưng vẫn cố tình sắp xếp cho Tư và Sáu ở chỗ kinh khủng đó, không biết là vì lý do và mục đích gì. Tư bắt đầu nhìn hắn bằng một con mắt khác, bởi vì sau bao nhiêu niềm tin trước đó đã dành cho gã Ninh, thì chỉ sau một vụ việc này, Tư thấy rằng có lẽ Sáu đã nói đúng. Hắn cần phải thận trọng hơn, vì chưa biết Tây Ninh đã giúp đỡ hay là cố ý định sát hại. Tây Ninh uống xong cốc nước rồi vỗ vai của Tư: "Nghỉ ngơi đi, ngủ cho nó khỏe. Mai chuẩn bị đồ đạc với anh rồi ngày kia đi làm việc." Tư cũng gật đầu rồi chẳng đáp. Sao cũng ngủ từ bao giờ, Tư thấy có cái gì đó hơi lo lắng. Đi làm trầm hương với lấy vàng, quả thật nghĩ tới thôi ai cũng đã thèm. Nhưng mà liệu đi với Tây Ninh này thì có ổn lắm không? Phải lại chẳng biết đi vào trong rừng còn biết bao nhiêu là thứ nguy hiểm đang rình rập. Đầu của hắn như muốn nổ tung vì hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác chồng chất lên nhau. Cuối cùng hắn gục xuống chiếc bàn. Tây Ninh khẽ cười một nụ cười để khó hiểu, rồi thủy phù tắt cái nến, sau đó cũng gục luôn dưới mặt bàn và thiếp đi. Trong người của Tư lúc này vẫn còn đang run rẩy, cảm giác nằm trong căn nhà này chỉ có một mình hắn. Cái dãy phòng trọ để âm u ở dưới chân núi, gió rừng thổi lên đập cả vào những cánh cửa như có ai đó đang đứng ở bên ngoài. Hắn cứ ngủ trong khi người thi thoảng đôi lúc lại giật lên. Sáng sớm ngày hôm sau, cả ba tên dậy trong sự mệt mỏi, ai nấy cũng ngái ngủ. Sáu hình như vẫn còn sợ cho nên hơi ngượng ngùng, vẫn ý ra ở trên giường chưa muốn bước xuống. Thế nhưng chẳng hiểu sao, Tư là kẻ đã đối mặt với những thứ đáng sợ như vậy thì là vẫn rất bình thản, mở chiếc cánh cửa ra lấy hết đồ đạc cùng với hai con dao ở đầu giường mang sang phòng bên cạnh của Ninh.
Hai tên làm thao tác như mọi ngày. Xong xuôi rồi ngồi thử ra nhìn trời, nhìn mây rồi ngó nghiêng. Tây Ninh thay đồ xong giục cả hai tên ra bên ngoài ăn uống cho no say. Cả đó ngồi phổ biến. Chuyến này đi là khá lâu đó, cho nên là mấy chú mang cả quần áo đi, thiếu thốn gì thì chắc ở luôn trong bản của dân tộc. Đi bao lâu mà lâu vậy anh? Sáu ngơ ngác hỏi. Thì cũng chưa biết đâu, nhưng mà cứ mang đi cho nó đầy đủ. Ninh ngất hàm nói. Đứng lên thanh toán xong tiền, cả ba rời khỏi quán đó, tiến từng bước ra chỗ mà người ta đến nơi tụ họp lại, như một chiếc chợ trên con đường đất. Có những chỗ sỏi đá chất đầy. Lựa mua mấy chiếc bao to, Tư và Sáu cũng tiện mua thêm mấy cục đá về để mài con dao, kẻ mỗi lần sử dụng xong thì sợ nó lại bị mài mòn. Ninh còn mua thêm nhiều đồ ăn, rồi đong thêm nhiều gạo, sau đó cùng với hai anh em trở lại phòng trọ. Về đến nơi, mấy tên bắt đầu làm thức ăn, rồi gói vào những chiếc tàu lá chuối, sau đó chất đống lại với nhau. Tây Ninh nhìn những món đồ kia rồi tậm tặc. Nhìn mà đã muốn ăn rồi đó. Nhưng chắc là đồ để mang đi, cho nên cũng chẳng ai dám ăn. Tây Ninh còn để thêm mấy chai rượu nữa ở trong chiếc túi. Cái túi kia đựng đồ cũng đã nặng trĩu, bây giờ sắp xếp xong xuôi thì cũng vẫn còn sớm. Mấy tên đi kiểm tra xong có thiếu đồ gì không. Tiêu và Sáu lúc này mới để ý rằng đa phần vào buổi sáng thì mấy gã râu ria kia không có đi ra bên ngoài. Cửa phòng lúc nào cũng đóng chặt như không muốn thấy ánh sáng ở bên ngoài. Hỏi Ninh thì Tây Ninh chỉ cười lớn rồi vỗ vai nói. Toàn là cái lũ ma men nhậu từ khuya cho đến tận sáng thì làm sao mà mở cửa được nữa. Tư và Ninh ở trong phòng nói chuyện gì đó, còn Sáu thì rón rén đi về phòng. Nửa muốn mở nhưng nửa kia lại không, vì sợ sẽ có một thế lực nào đó ở bên trong làm cho hắn đứng tìm mà chết. Hắn đứng bên ngoài một lúc rồi đưa tay vái vái vào chỗ cánh cửa, sau đó chạy về phòng. Lúc này ở nhà, sau khi hai thằng con đi ngót nghét được 2-3 tuần, thì thấy U ở nhà bị những lần hỏi thăm, điều tra của chính quyền, thậm chí là cả dọa dẫm chỉ để có được thông tin của hai tên. Ông lão cũng suy sụp vì lo lắng quá rồi đổ bệnh, nằm liệt ở trên giường, chẳng đi được mà cũng chẳng ăn uống được gì. Giờ chỉ còn lại hai ông bà già, mà bây giờ lại có người ốm nữa thì khổ. Một mình bà lão vừa phải chăm sóc, vừa phải bươn chải cuộc sống hàng ngày. Chính quyền thì có lẽ cũng đã biết rằng câu hỏi thì cũng chẳng có thêm thông tin gì, cho nên cũng đành bỏ cuộc, dường như là buông xuôi cho vụ án. Tuổi cao cộng thêm bệnh phổi đã có từ trước làm cho ông lão ngày càng thêm nặng. Bà mẹ già ngày nào cũng phải còng vai để chăm sóc thay cho hai thằng con bất hiếu, giờ này không biết rằng sống chết ra sao tại một nơi xó xỉnh nào đó. Cứ mỗi lần ra vườn nghe thấy tiếng ông lão ho mà sốt hết cả ruột, làm cho bà lão không yên tâm mà làm một chút nào. Thế nhưng không làm không chất bóp từng đồng thì làm sao mà có tiền mua thuốc chữa bệnh cho ông lão được. Tư và Sáu lúc này cũng đã có được một chỗ khá là ổn. Ngày mai thôi chúng sẽ làm việc, một cách công việc để tính mạo hiểm ở cái nơi rừng thương nước độc này, với bao nhiêu là thứ nguy hiểm như là thú dữ, nhưng tiền thu về chắc chắn không phải là con số ít. Sáu lúc này như thầy U, nhưng dù gì đi chăng nữa thì bây giờ có nhớ thì cũng chẳng làm sao có thể quay về. Khi hai ông bà đã chấp nhận cho bọn chúng ra đi là mong đừng bao giờ quay trở lại, để hai tên không phải chịu cảnh tù đầy. Tây Ninh sau khi đã kiểm tra đồ đạc xong xuôi, hắn cởi trần lộ rõ những vết sẹo, rồi bảo mấy tên lấy đồ ra ngồi ăn uống nhâm nhi. Ngồi uống với nhau rồi nhắm mùi thơm, tên nào tên nấy cũng uống cho thật nhiều. Tây Ninh lẻ nhẹ nói trong hơi men. Vào bản lắm gái xinh lắm, chứ mày thích con nào thì cứ cưới con đó mà về. Tây Ninh liền cười lớn phá tan không khí. Tư và Sáu cũng chỉ nhìn nhau, vì hai gã còn chưa có tính đến chuyện xa xôi làm gì. Rượu chè be bét nhưng món mồi kia cũng đã kiệt, thì cũng vẫn như đúng theo kịch bản, là tên nào tên nấy nằm vật ra ngủ, mồm không ngừng ngáy phì phò, người hơi sặc mùi rượu nồng. Sáu thì vừa nằm xuống, hắn thấy một cô gái khá xa lạ, xinh xắn không biết từ đâu mà đến, mà cứ bước đến bên cạnh ngồi cùng hắn trong phòng trọ lúc trước mà hắn ở rót rượu, rồi cùng nhau vui đùa với hắn. Thế nhưng bỗng nhiên trời đâu tối đen lại như mực, cô gái đó thay đổi hình dạng thành một cái mặt bị dập nát, máu me bắn tung tóe, những cánh cửa theo làn gió rít đập ra đập vào liên tục, kêu xình xịch cả nhà. Riêng hắn thì đứng tim tại trận, chân tay như bị ai đó dùng dao chặt ra thành từng mảnh. Hắn gào lên trong đau đớn rồi tỉnh lại. Mở mắt ra, người cổ hắn ướt đẫm mồ hôi như vừa mới được tắm gội xong, mệt mỏi nằm bệt xuống. Tư và Ninh cũng dậy sau tiếng hét toáng lên của Sáu, lân la hỏi chuyện. Tên Sáu sợ hãi kể lại cho cả hai tên nghe về giấc mơ vừa trải qua, khuôn mặt ánh lên sự sợ hãi,
vỗ nhẹ vào đầu thằng em. Tư liền quát: Mày ngủ đi, đêm nay phải vào trong rừng rồi đấy, liệu mà nghỉ đi chứ. Tuy vẫn còn có vẻ hơi sợ, thế nhưng cũng cố gắng để cho yên giấc, tránh phá hỏng giấc ngủ của người khác. Chắc hẳn ngày mai sẽ là một ngày đầy rẫy những khó khăn và nguy hiểm. Ngủ một mạch cho đến tận tối, khi cái bụng sôi lên sùng sục thì cả ba đều mở mắt. Cũng đã gần quá khuya, Ninh lục lọi mấy túi đồ trong khi vẫn còn đang ngái ngủ. Cả ba làm mấy hớp rượu, sau đó ăn thêm một ít đồ còn lại. Ngồi nhìn lên trên ngọn núi, Tây Tư chẹp miệng. Giờ tối đêm đi thì chỉ biết có chuyện gì sẽ xảy ra nếu như gặp phải những loài rắn rết rồi cả thú dữ. Nhiều suy nghĩ dồn dập ở bên đầu, Tây Ninh lật trên đầu giường ra, lấy mấy sợi chỉ màu đỏ hoe. Sáu chưa từng được nhìn thấy bao giờ, cũng tò mò tay vào nghịch. Thế nhưng Tây Ninh để hắn ra rồi đeo vào cổ tay của cả ba tên. Tư và Sáu cũng thắc mắc vì tại sao phải làm như vậy. Thì Ninh liền chép miệng rồi nói: Luật lệ thôi ấy mà, biết nhiều làm cái gì. Sau khi buộc xong xuôi, Tây Ninh ngồi xuống uống một cốc nước rồi lại bấm đốt tay. Từ thì hắn ta có một hành động giống như một vị thầy pháp hay là thầy bùa gì đó. Hắn ta làm những hành động mà cho cả hai lúc nào cũng cảm thấy bất ngờ. Tư liền hỏi: Sao thế anh, mấy giờ thì đi? Cứ chờ đi, đặt hết đồ ra đây, khởi hành anh đi trước, các chú đi theo anh là được rồi. Tên Ninh vỗ vào vai của hắn rồi nói. Căn phòng trọ cũng đã tắt ngấm đèn, chỉ còn ánh trăng lờ mờ trong buổi đêm đầy gió rít xung quanh, lùa cả vào trong nhà. Tay Tư cầm chiếc dao ra xem xét. Sao cũng bắt chước y hệt. Xong xuôi mới tên lại hướng đôi mắt ra bên ngoài, nhìn mọi thứ xung quanh đèn thẫm, rồi lắng tai nghe những tiếng cóc kêu âm ỉ ở đâu đó. Ấm nước cũng đã cạn sạch, Tây Ninh đứng dậy khóa cửa phòng. Sau đó hắn đeo chiếc túi vào lưng, rồi ra hiệu cho chú Tư và chú Sáu đi theo mình. Hai anh em lấy hết đồ rồi cắp vào bên vai, cả ba đều cũng đã chuẩn bị được kỹ càng. Những con dao được thắt chặt vào bên hông, quần áo và các thứ cũng đã quá ổn thỏa để bước đi vào một cuộc hành trình mới. Cả ba tên bắt đầu những bước đi di chuyển, đi theo con đường mòn lên trên núi rậm rạp. Ánh trăng treo trên bầu trời tối đen đã bị che khuất bởi những tán cây rậm rạp phủ kín. Con đường đất đỏ cũng đen thẫm lại. Những bụi cỏ ven lối đi cũng đều rung rinh theo cơn gió rừng thoảng qua. Cây đuốc được thắp sáng soi lối từng bước. Tôi liền hỏi: Thế bây giờ đi đâu vậy anh? Qua thêm hai ngọn núi nữa sẽ tới được bản của người Tây. Chỗ đó thì người ta không lạ gì anh. Ninh cầm đuốc vừa đi vừa nói. Những tên con vật không biết từ đâu kêu phá lên cả một góc núi. Những bước đi phát ra trên những chiếc giáp gỗ kêu lên sèn sẹt. Cũng đã đi được một đoạn khá xa, bầu trời cũng đã chuyển sáng dần, chai nước cũng đã vơi đi một nửa. Cả ba tên dừng nghỉ ngơi để lấy đồ ra ăn uống. Sau hơi mệt tựa vào gốc cây, chả là lúc nãy vẫn chưa được yên giấc vì cơn ác mộng quấy phá, cho đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy buồn ngủ. Ninh chưa để hai tên nghỉ xong thì đứng dậy, dục đi tiếp kẻo chậm trễ. Đi cho đến khi trời sáng hẳn, những làn sương bao quanh dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau nhìn vào hư vô. Cảnh đẹp ngay trước mắt làm cho Sáu lại nghĩ ngợi. Hắn cũng muốn được đứng ngắm nhìn cảnh vật này thật lâu, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Hắn phải bước đi để cho đến nơi, công việc vẫn chưa biết sao phải làm gì. Lướt qua một cách nhanh chóng khi chưa được hưởng thụ hết cảnh đẹp của thiên nhiên. Xuống dưới chân núi, nhìn quay lại lên trên cao hùn hút, cả ba dừng lại tại một con suối trong vắt. Nước chảy rì rào lên qua những viên sỏi, viên đá chắn ngang. Cả ba rửa mặt rồi múc nước, đôi chân tên nào tên đấy cũng mệt mỏi rã rời. Tôi nhìn lên trên ngọn đồi tiếp theo mà cũng hơi choáng váng vì nó quá cao. Hắn thở hắt ra một cái rồi đi sang bụi tre dùng con dao sắc nhọn mà chính tay của hắn đã mài, chặt lấy một đoạn rồi đưa cho hai tên còn lại. Chống cây gậy để leo lên núi, đường khó đi và hình như vẫn còn có cái gì đó ẩm ướt. Hình như là trận mưa cách đây mấy hôm vẫn còn chưa khô, đất vẫn còn bầy nhầy bám chặt vào những đồi dép. Những cây nấm hay những bụi dứa rậm rạp cũng dần hiện ra trong cánh rừng. Sáu định cúi xuống để bẻ một quả, thế nhưng Ninh lại ngăn lại. Nhớ đâu chừng là những đồ dại của rừng, ăn vào lại đau bụng rồi lỡ chuyến đi. Phải công nhận là ngọn núi này rất rộng, những bước đi nặng nề, cùng với đó là những mái tóc ướt sũng cùng chiếc áo dính chặt vào người. Thế nhưng Tây Ninh động viên mấy tên đi từng bước một. Cả ba đều đang đi thì có những tiếng nói chuyện của một đám người, có vẻ như là rất đông đang đi theo hướng khác đi tới. Tây Ninh vội vã kéo cả hai nằm rạp xuống đống cỏ cao che mất người, ra hiệu im thiên thít.
Mấy gã kia thì toàn là những tên lực lưỡng, kéo một chiếc xe thổ đựng những chiếc túi to và cả bảo bì. Đợi cho bọn chúng đi qua đến khi khuất bóng, cả ba mới nhào ra bên ngoài. Tư thế khó hiểu thì liền hỏi: "Bọn kia là bọn nào vậy anh?" "Chúng cũng đi làm giống mình thôi, nhưng mà tốt nhất là nên tránh mặt nhau thì hơn. Cả này ăn của kẻ kia thì cũng chẳng tốt tí nào cả." Tên Ninh phủi quần áo đang dính đầy nhưng vội bẩn. Cả ba tiếp tục bước đi nhanh hơn xuống dưới chân núi. Do sơ ý cho nên tay Tư bị trượt chân, hắn bám vào được một chiếc cây, toàn thân lơ lửng ở giữa núi. Sáu vội vàng vứt nắm đồ ra đất rồi bám lấy tay của anh mà gào lên: "Bình tĩnh anh, để em cáo lên." Đi đường đã mệt lại còn kéo tay Tư lên, cho nên tên nào tên ấy cũng mệt phở cả hơi tai, ngồi tựa vào một bóng râm để nằm nghỉ. Ninh ngước lên nhìn những dãy núi quen thuộc rồi hơi trầm ngâm. Tư vội hỏi sau khi nhìn sang cái ánh mắt đó: "Có chuyện gì vậy anh?" "Anh nhầm nơi rồi, nó ở sau ngọn núi này nhưng mà lẽ ra phải mai mới sang được bên đó." Ninh gật cổ rồi đáp. Bà Tên ngồi nhìn những chỗ đất đỏ được ánh nắng chiếu vào gay gắt, tuy có chút mệt mỏi thế nhưng cũng đành vậy, dù sao cũng chỉ đi được một đoạn khá xa, đôi chân thấm như không thể bước thêm được nữa. Bà Tên gục luôn dưới gốc cây, cách đó không xa vẫn là tiếng suối chảy vang lên, những con chim cũng cất tiếng kêu trong khu rừng này. Cả ba Tên nằm ngủ cho tới khi bóng hoàng hôn đã ngả thì mới tỉnh dậy. Đây có lẽ là lần đầu tiên Tư và Sáu phải đi bộ xa như vậy. Hơn thế nữa, địa hình hiểm trở, lại thêm những tảng đá to chắn đường, cho nên rất vất vả khi di chuyển. Hơi bàng hoàng vì ngủ đã quá lâu, chắc là do vì mệt, mấy tên chạy ra ngoài suối rửa mặt rồi mau chóng cắp cái túi vào trong nách, rồi bước đi leo lên ngọn núi. Đường mỗi lúc lại tối, làm cho những bước chân phải đi cẩn thận hơn, tốc độ cũng bị giảm đi đáng kể để tránh những thứ nguy hiểm. Từ mấy lần vấp phải những thân cây to chắn ngang đường, ngọn đuốc đang thắp sáng thì lung lay dữ dội do gió trời thổi và cũng quá to, cản bước của cả ba tên. Ninh thở dài ngồi xuống rồi nói: "Có lẽ là nên nghỉ ở đây thôi. Anh biết rằng cũng không có tốt, nhưng mà dù sao thì cũng không có di chuyển được nhiều." Mấy tên đi vơ những cành củi khô xung quanh rồi chất đống lại, sau đó đốt lửa lên để sưởi ấm mò mẫm trong đêm tối. Ngọn lửa được thắp cháy phừng phừng giữa đêm tối, chai rượu được vất lòng lóc giữa những lối đất mòn. Tên nào tên đấy cũng đã say mềm, nằm phườn trên gốc cây với nhau. Tây Ninh nhìn vào khoảng tối hơi lắc đầu: "Tối này phải cẩn thận đấy, những con rắn không biết từ đâu nó chui ra đấy." Hai anh em nghe xong thì cũng lặng lặng gật đầu. Xa xa những tiếng gió rừng lạnh vọng lại, nghe như tiếng khóc âm ỉ trong màn đêm. Sáu nhận ra như vậy, nhưng bây giờ cũng đã là đêm hôm, hắn cũng cố gắng đánh lảng đôi tai sang chỗ khác để tránh những âm thanh đó lọt vào tai, để còn nghỉ ngơi còn lấy sức. Tây Ninh cầm con dao sáng bóng giơ lên ngắm nghía rồi ôm trọn vào trong lòng, mắt thì cũng nhắm tịt đi. Tây Tư thì đứng ra bên ngoài giơ người lên hít thở, sao cũng đứng dậy đi ra chỗ của anh. "Ngày mai không biết là có chuyện gì không anh?" "Cứ yên tâm đi, đến làng rồi thì cũng có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng, đã là công việc thì làm gì có sự an nhàn mà đó có nhiều tiền." Tư vỗ vào vai trấn an thằng em. Hai tên đi vào bên trong đống lửa gần tàn, cho thêm củi và cho ngọn lửa sáng hơn. Hai tên cứ như vậy ngồi im cho đến khi nhắm mắt, để cho ngọn lửa cứ như vậy lụi tàn trả lại cho màn đêm. Tại nhà nơi hai ông bà già đang ở bên nhau trên trống, căn nhà mái lá không có hai thằng con có cảm giác hiu quạnh. Ánh nến vẫn cháy phập phồng, kèm theo đó là nỗi thao thức của hai vợ chồng. Ông lão cũng đã mệt mỏi, thở cũng chẳng ra hơi, nhìn bà lão ông hổn hển: "Tôi sắp không qua được rồi." "Thầy nó nói cái gì thế, phải đợi hai đứa về nữa mà." Bà mẹ già sụt sùi rồi nói. Cả hai đều có một niềm tin cho hai đứa nghịch tử, thế nhưng cho dù cô cố gắng thì cũng chẳng thể nào có thể đợi được thêm. Hắc Bạch Vô Thường đã đến đón ông lão cũng chỉ tính theo phút mà thôi. Bà tiếng nức nghẹn kêu lên, ông lão mở chừng đôi mắt chết trong khi tung tích của hai thằng con vẫn chưa biết như thế nào, cộng với đó là chân tay cứng đã duỗi ra không còn hy vọng thêm được gì. Bà lão liền khóc ngất lên ôm lấy chồng, tiếng khóc vang lên trong đêm tối. Những người hàng xóm xung quanh thấy tiếng là khóc thì vội vàng chạy sang, thế bà lão đang ôm chầm lấy người chồng mà rơi lệ. Những lời gièm pha trước đây cũng biến mất, thay vào đó là sự cảm thương, cũng theo đó là một sự tự trách mình. Họ không có lỗi, họ chỉ là những đấng sinh thành, nhưng đâu có thể kiểm soát được lũ trời đánh đã gây ra họa. Những lời động viên trong đêm tối để cho bà ta bình tĩnh lại. Căn nhà mỗi lúc người cao đến một đông,
xót thương cho hoàn cảnh hai vợ chồng già. Tình nghĩa xóm làng thì cũng vẫn còn đó, cho nên mọi người cùng nhau giúp đỡ bà lão tổ chức cho người chồng một lễ an táng ấm cúng. Bà lão khóc đến nỗi ngất lên ngất xuống, mọi người phải động viên an ủi bà vượng dậy. Tại khu rừng kia, trong giấc mơ của hai anh em Tư và Sáu, hai tên nhìn thấy thầy của bọn chúng mặc bộ quần áo như thường ngày, nhìn bọn chúng rồi cất tiếng nói: "Hai đứa cố gắng sống tốt, kiếm tiền về nuôi u chúng mày, thầy đi đây." Nói xong, ông lão biến mất trong làn khói trắng bao quanh người, kèm theo đó là tiếng gào của cả hai anh em giữa không gian tối om của đất trời nơi rừng thiêng đức độc. "Thầy ơi!" Tiếng gọi của cả hai làm cho Tây Ninh tỉnh giấc, mò mẫm trong bóng tối, thấy hai anh em vẫn đang hoảng hốt nhìn nhau. "Có chuyện rồi." Sau đó cả hai đứng dậy nhìn ra ngoài dãy núi. Ninh đốt lửa ánh sáng đuốc bên cạnh làm cho cả hai đều giật mình. Ngọn đuốc cháy phập phồng xoay vào nét mặt của từng tên, thì tên nào tên nấy cũng buồn rầu mà bảo: "Thầy em là chắc đi rồi, em không về được với thầy em rồi." "Các chú mệt cho nên là nhớ thầy ấy mà, không phải lo lắng, nghỉ ngơi đi." Tên Ninh liền trấn an. Trời đất vẫn còn một màu tối đen như mực. Vừa quay lại gốc cây thì Tư thấy có cái gì đó nhớt nhớt đang bám lấy chân của mình. Theo như cảm nhận thì nó là khá to. Tư thở gấp, vội vàng đẩy Sáu sang một bên rồi chỉ về phía dưới. Không hiểu sao con rắn lại bám chặt vào chân của hắn từ bao giờ. Tây Ninh vẫn chưa dập được đuốc, hắn từ từ tiến lại. Như đã có kinh nghiệm, hắn tóm lấy đầu con rắn một cách nhẹ nhàng, rồi sau đó lấy con dao cắt mặt của con rắn rồi ném nó xuống đất. Sáu liền hỏi: "Sao anh không để rắn mà ăn, có phải là phí đi không?" "Chúng mày nghĩ sao lại đi ăn những cái đồ ở đây, có khi chết như trời đấy, vứt đi." Tên Ninh cầm lấy cây đuốc đi lại chỗ ngồi, rồi gục vào gốc cây, để hai tên kia nằm xuống rồi mới dập đuốc. Bóng tối lại bao quanh lấy khung cảnh, trong khi Ninh vẫn đang ngáy khò khò, thì hai anh em nhà kia vẫn chưa thể chợp mắt. Hết các tay lên chán, rồi lại lăn vào vòng trên thảm cỏ dài, sau đó lại đứng lên đi đi lại lại trong bóng tối, lòng như lửa đốt. Những tiếng gà ở đâu đó trong những dãy núi trùng điệp kia vang lên, cũng là lúc mấy tên đang say giấc dưới gốc cây cũng mở mắt. Vẫn còn đang mơ mơ tỉnh tỉnh, nhưng khi nhìn xuống dưới đất, Tư thấy lạ vì không thấy xác của con rắn ngày hôm qua mà tên Ninh giết đâu cả. Hắn vội vàng kéo tay của tên Ninh rồi nói: "Kìa anh, sao con rắn tối qua anh đập chết nó đâu rồi anh?" Tên Ninh nghe xong thì không nhìn ra bên ngoài đó, nhưng hắn tìm trong túi ra mật rắn mà hắn ta cắt. Bên trong túi đó trống rỗng không có gì cả. Tên Ninh thở dài để người đứng lên, rồi lắc đầu ra điều không biết. Nhưng hắn cũng xua tay bảo Tư không cần bận tâm. Ánh nắng đã bắt đầu chiếu gay gắt, mấy tên mau chóng thu dọn đồ đạc rồi xách cái túi lên, sau đó rời đi, để lại đống lửa tàn cho trắng từ đêm qua. Những bước chân đi cũng khá là nhanh chóng, Tư len lỏi qua các cây to. Tuy là bụng đói, nhưng sợ ăn mấy loại ven lối mòn đất đỏ này thì nhớ đâu bị bệnh, cho nên hắn không dám hái mà bỏ vào trong bụng. Trên đường đi, Ninh vẫn mò mẫm vào những cái cây có cái gì đó, rồi khắc những ký hiệu để đánh dấu lối đi, hòng tránh bị lạc. Trông cũng khá là cẩn thận. Tại nhà, đám tang tổ chức trôi qua một cách chóng vánh. Bà lão như một người mất hồn ngồi bên cạnh chiếc áo quan của người chồng quá cố. Tâm trí của bà ta lúc này điên loạn. Bà ta đã mất hai thằng con trai. Bây giờ người chồng tay ấm gối nồng cũng đã xa rời trần thế. Hai hàng nước mắt chảy ra tiếc thương cho số phận của chính bản thân mình. Người ra người vào chia buồn rồi cùng nhau đưa ông lão về nơi an nghỉ. Chỉ tiếc là khi ông bố già về cõi vĩnh hằng lại không còn được gặp lại hai thằng con trai. Bà lão bây giờ cũng chẳng còn biết sẽ sống nốt quãng đời còn lại như thế nào cả. Về phía của ba tên, có lẽ mỗi bước đi thì những bụi rậm cũng bớt dần, làm cho lối đi cũng trở nên dễ dàng hơn. Tên Ninh lúc này mới lôi ra mấy túi nhỏ bên trong túi sách của hắn. Chả hiểu hắn không nói gì về những thứ này, mà những món đồ này không biết lý do từ đâu đã được để vào trong đó. Xa xa có tiếng trẻ con văng vẳng, chắc chắn là đã đến nơi. Càng đi tiếng nói lại càng vang lên rõ ràng. Những bước chân như thúc giục nhanh hơn, cả ba tên tăng tốc trên đoạn đường đất đỏ. Tên Ninh quay sang dặn hai tên: "Mấy đứa cất rào đi nhé, đừng để cho cái lũ trẻ đó nhìn thấy." Nghe tới đây, cả hai mới sực nhớ ra rằng con dao đang nhét ở bên cái túi đeo bên vai, vội vã dắt vào bên hông và lấy chiếc áo trẻ lại. Những căn nhà mái lá bắt đầu lộ rõ sau những hàng cây. Đến nơi, một chiếc cổng được bao quanh bởi những khóm tre ngắn đã lộ ra. Tư và Sáu nhìn khung cảnh ở đây cũng bất ngờ,
cho nên mải mê ngắm nhìn. Tây Ninh lấy túi bánh kẹo cũng khá to đưa cho mấy đứa trẻ đang đứng gần đó. Mấy đứa trẻ nhóc đen khòm vui vẻ lấy quà rồi chạy mất mạng sau những tiếng gọi nhau. Những người đàn bà ở gần đó cũng đang giặt quần áo và phơi đồ, nhìn gã Ninh gật đầu thay lời cúi chào. Hắn quay lại thấy hai anh em của Tư đang mải mê nhìn thì liền bèn trêu: "Sao, gái bạn xinh quá à, mê sao?" Tư với Sáu sau khi bị đập vai thì cũng hơi giật mình. Hắn cũng khẽ gật đầu rồi đưa cánh tay lên chùi cái mép cho đỡ bị nhiều người nhìn thấy. Mới tiền tinh tưởng bước đi vào bên trong, ánh mắt của cả hai vẫn chưa thể dừng lại được, đảo qua đảo lại liên tục. Tây Ninh dẫn chúng đến căn nhà ở cuối cùng sau những dãy nhà mọc san sát bên nhau. Căn nhà này nằm ở chính diện lối đi vào, nhưng nó ở khoảng cuối. Chỗ này cũng khá là rộng, người dân cũng thuộc dạng vừa, nhưng ở đây chưa có đàn ông, chỉ có hai tên đứng gác ở bên ngoài. Bộ mặt nhìn hầm hầm mà khó chịu. Đi vào bên trong căn nhà trước mắt là một ông lão đã già, tóc tai trắng phau, bộ râu dài chạm đến tận ngực. Trông ông ta chống chiếc gậy, bộ quần áo thì vá lấp đủ kiểu, nhưng vẫn lộ rõ được vẻ uy nghiêm. Tề Ninh cúi đầu chào ông lão rồi giới thiệu đó là già làng. Mấy tên kia cũng hơi cúi đầu chào theo. Ninh lấy ra mấy chiếc túi rồi biếu ông già làng. Ông ta nói bằng thứ giọng cũng khá lạ ngọng nhưng mà vẫn đủ nghe: "Mấy chú tinh ở đây lâu không?" "Không lâu cụ ạ, à, chắc là lại phiền làng ta." Tề Ninh lễ phép nói. Nhìn Tề Ninh thì không ai nghĩ ra hắn là người xấu cả, từ cách trang phục cho đến cả cách hành xử như vậy, bởi những người ở đó chưa từng tận mắt chứng kiến thấy hắn ta giết người một cách tàn nhẫn và máu lạnh. Cả ba tên đi theo già làng vào một chiếc nhà nhỏ. Mở cửa ra không có ai cả, nhưng chắc cũng có người dọn dẹp cho nên cũng không có bẩn mấy. Cả ba cảm ơn đợi đến khi già làng dặn dò xong đủ mọi chuyện, đi ra bên ngoài thì ba tên nằm ra mấy chiếc chõng tre. Những cây dao cũng được để lên giường trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng len lỏi từ trong chiếc cửa sổ. Cởi phăng những tấm thân trần rồi nằm xuống, mấy tên chợp mắt để bù cho giấc ngủ đêm qua. Những tiếng bên ngoài lại nhộn nhịp hơn, tiếng chị em phụ nữ kéo nhau ra bên ngoài giếng nước, tiếng đổ nước cũng vang lên theo. Sáu cũng chẳng ngủ được, hắn mở cửa sổ ra ngắm gái bạn. Những cô gái có khi cũng chỉ là trẻ hơn hắn độ vài tuổi mà làm cho hắn cảm thấy xảo xuyến. Thế nhưng hắn để ý kỹ có một cô gái xinh hơn cả thầy, những người đang đứng cùng cạnh với cô. Một người con gái với một làn da trắng bóc, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt bổ câu long lanh, mái tóc đen tuyền duỗi thẳng. Dường như đôi mắt của hắn cứ hướng về cô gái đó một cách mê mẩn. Cũng hơi khó hiểu vì không biết tại sao hắn ta lại nhìn chằm chằm vào cô ta không thể rời mắt. Cô ta cũng ít khi nói chuyện mà chỉ đứng nhìn. Đang theo những suy nghĩ xoay diễn trong đầu, hắn giật mình khi mà Tư vỗ vai. "Này, không có mệt sao? Mà nhìn cái gì mà chăm chú như vậy?" Nói xong chưa để cho Sáu trả lời thì Tư cũng đánh mắt nhìn sang. Hắn cũng thốt lên rồi vẩy đầu của Sáu một cái. "Đã tin được gái bản sinh như thế này sao? Thằng này khá." Cô gái kia thấy có tiếng nói lớn phát ra từ chỗ của hai tên thì cũng ngoái đầu lại nhìn. Cô gái bẽn lẽn quay đi trở về phía nhà. Còn Sáu thì như người mất hồn. Tề Ninh dậy thấy hai gã đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ thì cũng hỏi chuyện. Sau khi nghe xong về người con gái đó, gã liền cười lên: "Các chú mày là tinh lắm đấy, con bé đấy là xinh nhất cái bản này rồi." Tay Sáu cũng khá ngại sau khi nghe những lời nói đó. Hắn trở vào trong chiếc chõng nằm đánh một giấc. Tây Ninh đã đoán được một phần gì đó, cười cười rồi nằm ườn ra đó, nhìn lên trần nhà giết thời gian trôi qua. Bọn chúng cũng tự thiếp đi cho đến khi có những tiếng ồn ào ở bên ngoài, những giọng nói ồm ồm nói lên hô vang. Ninh đánh thức mấy tên rồi mặc áo vào rồi nói: "Dậy thôi, gần tối rồi đó." Hắn đi ra ngoài gặp những gã lực lưỡng, người đen cháy vác những con nai cùng với vài con thỏ mang về. Thì ra trai trắng rủ nhau đi săn bắn mới về. Họ vừa gặp đã bắt tay chào hỏi với Ninh một cách thân mật. Hai tên kia cũng kéo nhau ra bên ngoài rồi chào hỏi chuyện. Ông già làng ra bảo tất cả chuẩn bị để cho bữa tối. Những đứa trẻ vui đùa kéo nhau đi lấy củi về. Những người già thì cùng với những tầng lớp chung thì bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Cả một khung cảnh với một chiếc bàn tấp nập làm với nhau, trong khi ánh hoàng hôn cũng đang dần buông xuống. Cho đến khi bóng tối đã bao trùm toàn bộ những dãy núi hùng vĩ thì ánh lửa chất đống với nhau cũng đã bùng cháy. Tư và Sáu đây cũng là lần đầu tiên được ngồi tại đây cùng với những người này. Mắt của chúng vẫn lảo đảo tìm cô gái hồi chiều, thế nhưng cũng chẳng tìm được với những gã đàn ông kia cứ chuốc rượu làm cho mấy tên say mềm cả đi. Tên nào tên nấy mặt cũng đỏ phừng, lảo đảo dắt nhau về phòng trong những tiếng cười lớn của những gã kia.
Mấy tên dìu nhau vào trong phòng tối om, kéo cánh cửa bằng lá đập vào nhau rồi mò mẫm trong bóng tối. Tây Ninh leo được lên chóng, chẳng để ý tới ai nữa. Hắn nằm luôn xuống và ngáy khò khò. Tên Tư thì choáng váng đầu óc, cho nên gục xuống dưới nền đất cứng mà nằm ngủ. Sau vẫn kiên trì bám lấy những thứ mò mẫm được, lần theo để nằm vào chiếc võng. Hắn chạm vào được một bàn tay lạnh toát. Hắn nói khẽ làm tránh ồn ra bên ngoài: "Anh Ninh hay anh Tư đấy?" Thế nhưng đáp lại câu hỏi của hắn thì chắc có lẽ là những tiếng lèm bèm ở bên ngoài của người trong bàn. Một bàn tay khác đột nhiên lại bám chặt lấy vai của hắn, cũng lạnh ngắt chẳng khác gì bàn tay đang nắm chặt lấy tay của hắn. Hắn liền run rẩy, cái cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng làm cho hắn cũng hơi hoảng. Cảm giác này cũng khá là quen thuộc rồi, và chính hắn cũng chẳng muốn gặp lại nữa. Hắn vội vàng ngất mạnh người rồi chạy nhanh về phía cửa sổ đẩy mạnh. Gió rừng lùa vào bên trong kèm theo ánh sáng của ánh trăng chiếu thẳng vào khuôn mặt đang sợ sệt của hắn. Hắn sợ quá bám chặt vào cái then cửa, nhìn về phía trước. Cái bóng người con gái mà hắn mê mẩn suốt từ sáng xuất hiện ngay trước mắt. Hắn đứng người cố gắng lấy lại bình tĩnh, dùng vạt áo lau hết những giọt mồ hôi đang lấm tấm ở trên trán. Hắn cười cười nhìn cô ta với con mắt trầm chú. Hai bên nhìn nhau giữa ánh trăng sáng vằng vặc. Cô gái kia bén lén quay đi, hắn vội vàng mở cửa chạy theo. Chân hơi lảo đảo, thế nhưng cô gái kia đã biến mất một cách nhanh chóng. Hắn nhìn những người đang chuẩn bị tàn cuộc, hắn hơi ngại nhưng cúi đầu rồi đi thẳng vào trong phòng, khép cánh cửa lại, rồi hơi mỉm cười vì cuối cùng cũng đã rõ mặt. Trông cô ta cũng khá là xinh xắn. Hắn như bị hớp hồn ngay từ lúc đặt chân vào trong cái bản này, vì cô gái mang nét đẹp riêng khác hẳn với những cô gái trạc tuổi trong bản này. Nghĩ tới đó thôi, Sáu chỉ mỉm cười rồi liền đem niềm vui lao lên chóng. Nhưng sự sợ hãi trước kia cũng dường như tan biến. Khoảng không giờ chỉ còn lại tiếng ngáy của cả ba tên. Bên ngoài thì mọi thứ cũng đã được thu dọn xong xuôi hết. Đống lửa cũng đã tắt ngấm giữa con đường đất, nơi ánh trăng vẫn đang chiếu rọi xuống phía dưới thứ ánh sáng tuyệt diệu của trần thế. Cả cái bàn cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ xa xa nghe vọng lại tiếng âm thanh rì rào của gió nơi núi rừng, rít sâu trên những mái nhà lợp bằng lá cây. Hơi lạnh mang vào như sắp có mưa. Xa xa tiếng như con cú âm ỉ trong cái màn đêm để đáng sợ, kèm theo tiếng nước suối chảy đằng sau bàn nghe rõ một một. Sáu vừa nằm mơ vừa mỉm cười, thế nhưng giấc mơ của ngày hôm nay đang vui vẻ thì đột nhiên hình ảnh ông bố lại xuất hiện. Vẫn cái giọng điệu hôm trước làm cho hắn có linh cảm không tốt. Bỏ dậy rồi thở hổn hển, hắn biết chắc chắn là ở nhà có chuyện cho nên mới mơ thế như vậy. Biết rằng bố mình đã qua đời, hắn chỉ còn biết ngồi ôm mặt khóc trong bóng tối. Đôi lúc tự đấm vào ngực của mình thay cho lời trách móc, hối hận vì đã quá muộn màng. Sau này chắc hẳn hắn cũng chẳng còn cơ hội để gặp mặt thêm một lần nào nữa. Nghe thấy tiếng khóc tỉ tê của thằng em, Tư cũng mở mắt, hơi men cũng đã bốc đi dần. Hắn hỏi trong cơn mê cơn tỉnh: "Có cái chuyện gì mà đêm lại ngồi khóc như thằng điên vậy?" "Anh ơi, em nghĩ ở nhà thì có chuyện rồi anh ạ." Sáu nhức nở nói như một đứa trẻ con, vì hắn không thể giấu đi được cảm xúc của mình. "Phủi phui cái mồm nhà mày, thấy U ở nhà khỏe mạnh chẳng hết, mày cứ nói sảng nói bậy, tao đập cho bây giờ." Tư đứng dậy ngồi lên chỗ trống và gắt nhẹ. Sáu kể lại cho nghe về câu chuyện mà thầy của bọn chúng về báo mộng. Tư nghe xong thì cũng hơi choáng váng không tin vào những gì mà hắn nghe thấy. Thế nhưng hắn cũng mơ thấy đêm qua đúng y như lời đã kể, và hôm nay là một lời khẳng định chắc nịch. Hắn lảo đảo đủ chỗ trong bóng tối bao lấy căn phòng. Lúc này hắn vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh hơn cả, ôm cái nỗi đau mất mát đứng sinh thành. Cả hai anh em ngồi, nước mắt cứ như vậy trở thành hai dòng lệ lăn dài. Không chẳng ai nói với ai câu gì cho đến khi trời sáng. Tên Ninh tỉnh dậy thấy hai đứa vẫn còn đang ngồi thẫn thờ thì ra hỏi chuyện. Hai anh em lúc này cũng vẫn còn sụt sùi sau khi cả đêm qua ngồi trào dâng hai dòng nước mắt kể lại. Ninh nghe xong nhìn hai tên da rẻ xanh xao hơn phần nào. Hắn nghĩ nếu hai tên này cứ như vậy thì liệu rằng bao giờ mới có thể bắt đầu được đi làm. Hắn liền thở dài nhìn hai tên ngao ngán cố gắng rồi lại cố gắng rồi chân an: "Thôi thì dù sao thì cũng mất rồi, hai chú có buồn thì thầy cũng có sống lại được đâu. Sẵn trên bàn có cái bàn thờ, hai chú thắp nhang đi, vái bà lại vào." Hai anh em nghe xong thì gật đầu, thắp nhang và bát hương lạnh lẽo được đặt trên bàn thờ nhỏ ở dưới đất. Cúi lạy ba vái chân thành, khẽ rơi nước mắt thay cho khi ở nhà. Tên Ninh đi ra bên ngoài thở dài, cả đêm qua say xỉn. Mấy gã đàn ông cũng đã đi săn từ sớm, hít thở không khí buổi sáng trong lành khi chưa có ánh mặt trời lên.
Ninh nhìn hai anh em bước ra vỗ vỗ vai an ủi, sau đó chúng kéo nhau đi ra ngoài suối để rửa ráy. Sáu nhìn xung quanh những cái cây to hay những hốc đá cùng với những dòng nước chảy xiết là in hình ảnh của bọn chúng dưới dòng nước. Tư và Ninh thì đang ngụp lặn rửa mặt cho tỉnh táo. Loáng thoáng đâu đó, Sáu đã nhìn thấy một hình bóng mà hắn đã để ý. Nó vô tình đập vào mắt của hắn. Hắn vội vàng quay đầu nhìn ngó xung quanh, nhưng cô gái đó đã thoáng biến mất. Hắn hơi thất vọng, nhưng làm cho xong công việc rồi đi về căn phòng tối. Ngồi không, cả ba tên nhìn nhau, tên nào tên nấy cũng đều im thiên thít. Tên Ninh định rằng sẽ đưa hai anh em nhà này đi làm cho sớm, thế nhưng tinh thần của cả hai tên vẫn chưa ổn định, cho nên hắn đành hoãn lại. Hắn bước ra khỏi căn phòng nói chuyện cùng với già làng. Hắn ta đưa cho ông ta một ít tiền để chuẩn bị cho đồ ăn, còn đi vào bên trong rừng cấm để tìm kiếm những món đồ. Trời nắng gay gắt hắt lên những con đường đất đỏ hay những bụi rậm đang khô dần. Những cái cây xanh thi thoảng còn rung rinh. Dãy núi này cũng khá là lâu rồi, cho nên đất đai cũng đã cằn cỗi. Nhìn sang những đỉnh núi bên kia, hắn mới hơi thở phào rồi nghĩ, không biết chuyến này có đông hay không nữa. Hắn quyết định đi ngay trong hôm nay, bởi vì ngày trước hắn bắt được một nguồn tin ở đâu đó rằng sẽ có một đoàn người phía bên kia đi lên trên rừng cấm để tìm trầm và tìm vàng. Hắn sẽ cướp giống như những chuyến đi trước của mình, ăn hết công sức của bao nhiêu người khác, mặc cho số phận này có như thế nào đi chăng nữa. Tiền của hắn đã nhiều rồi, thế mà bây giờ vẫn còn muốn ăn nhiều hơn. Hắn vừa đi vừa tủm tỉm cười, dạo bước vì có thêm hai cánh tay giúp đỡ. Hơn thế nữa, hắn cũng chính là người phát hiện ra độ máu lạnh trong ánh mắt của Tư. Hắn nghĩ rằng Tư sẽ giúp hắn thêm nhiều việc. Nhưng còn Sáu thì lại khác. Ninh luôn phải thăm dò từ hai phía, bởi vì hắn cũng khá rụt rè, mà quyết định của hắn không được dứt khoát cho lắm. Cứ theo dòng suy nghĩ đưa hắn đi ngang qua những tảng đá lởm chởm, rồi đi ra bên ngoài bìa rừng. Ngồi ở đó ngắm nhìn những phong cảnh rì rào đang lay động trước những đợt gió rừng, như là nhiều cánh tay đang vẫy gọi của rừng xanh. Ở bên trong nhà không khí có vẻ hơi ngột ngạt, cho nên Sáu đi ra ngoài, bỏ mặc Tư đang nằm với cái quạt nan phe phẩy ở trên tay. Hắn leo lên trên tảng đá bên suối, rồi đứng đó nhìn ngược về phía bàn, thấy chỗ này khá là yên tĩnh. Hắn rút dao chặt những cành cây cổi rồi chất đống để tối ra ngồi. Xong xuôi, hắn nằm xuống rồi đánh một giấc, bỏ mặc cho thời gian vẫn còn đang trôi dần. Tiếng những con thú hoang đã bắt đầu văng vẳng đâu đó. Khi hắn mở mắt ra nhìn khoảng cây xanh thì mặt của cô gái kia xuất hiện ngay trước mắt, làm cho hắn ta giật mình ngồi bật dậy. Sáu hơi bất ngờ, cô gái nhìn bằng đôi mắt ngây thơ rồi hỏi, anh là ai mà sao anh lại ra đây ngồi? Tôi mới đến đây thôi, tôi gặp cô mấy lần thế nhưng mà chưa dám nói chuyện. Sáu thẹn thùng vì được người xinh đẹp bắt chuyện. Hai bên bắt đầu màn đối đáp. Cô gái này theo như kể cũng lắm đàn ông trong bản này theo đuổi, dùng mọi cách để tán tỉnh cưa cẩm, thế nhưng cũng đâu có được vừa ý cô ta. Với lại hay bị trêu ghẹo, cho nên cô cũng không tham gia nhiều hoạt động. Sáu cũng kể hoàn cảnh của mình hiện tại đang chuẩn bị đi làm. Hai người ngồi nói chuyện với nhau rôm rả cả một góc suối. Cô ta sống một mình, bố mẹ bỏ vào trong rừng không có dấu tích để lại, kể ra chắc là bị thú dữ đã ăn thịt hay là bị rắn độc cắn cho nên tử mạng tại chỗ. Thế nhưng cuộc trò chuyện cũng chẳng diễn ra được bao lâu thì tiếng của những người ra suối để làm cũng đã ồn ào từ xa. Cô gái thấy như vậy thì vội vàng đứng dậy rồi rời đi còn hẹn hò, nếu như anh muốn còn gặp tôi thì đúng lúc trăng lên giữa đỉnh thì đến đây, đúng chỗ này. Sáu thấy cô gái đã rời đi thì cũng đứng dậy rồi gật đầu đồng ý. Khi cô gái đã khuất bóng, hắn vội vàng trèo xuống. Những người đàn bà bên những đứa bé ở trên tay thấy Sáu thì cũng hỏi han cho có lệ, tránh sự nghi ngờ. Thế nhưng hắn chỉ cười rồi gật đầu cho qua chuyện, sau đó rời đi về phòng. Trên đường vừa bước đi vừa tủm tỉm cười trong niềm vui sướng, hắn như mở cờ được trong bụng rồi nghĩ thầm, sau chuyến này mình phải cưới cô ta thôi. Trời cũng bắt đầu dần chuyển về tối. Tay Tư thì nóng quá đành phải tỉnh dậy, mở đôi mắt thấy thằng em đang tủm tỉm cười rồi ôm miệng. Tư liền kêu, cười gì mà cười lắm thế, chắc là đợt này hốt được em hàng ngon rồi phải không? Anh toàn nghĩ linh tinh thôi, mấy cái người kia về rồi anh em mình sẽ phụ thôi. Sáu phút lờ đi rồi mở cánh cửa đi ra bên ngoài. Những gã đàn ông kia có lẽ đã săn được nhiều hơn, được thể hiện rõ bằng những túi nặng chiếu đeo ở trên vai. Sáu cùng với mọi người hòa cùng vào bên trong những công việc giết mổ. Tây Ninh cũng về đúng lúc, cũng sắn tay áo lên để làm. Tay Sáu vừa làm vừa nói chuyện, thế nhưng mắt không ngừng đảo xiếc xung quanh để tìm cô gái kia mà không thấy. Mãi liếc tí nữa hắn đã chặt đứt ngón tay của mình, nếu chỉ cần xê dịch thêm vài mm nữa.
Hắn nhìn thấy thì hơi sợ, buông con dao ra người khác làm. Từ thì thấy ồn ào ở bên ngoài quá nên cũng chẳng nằm ở bên trong cái phòng này nữa. Hắn đi ra bên ngoài rồi kiếm việc làm cùng mọi người. Ánh nắng hoàng hôn chiếu trên những chiếc lá khô đét rụng xuống dưới nền đất tắt hẳn, nhưng chỗ trong màn đêm bao trùm lên mọi vật xung quanh, cộng với ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời với muôn vàn những vì sao. Những cốc rượu được hô vang hết cốc này cho đến cốc khác. Sau đợi cho cả lũ say mềm thì mới bắt đầu đứng lên đi ra ngoài bờ suối, đảm bảo không có ai. Hắn dạo bước thật nhanh, sẽ đến nơi. Nhìn dòng nước in hình ánh trăng dưới dòng nước yên tĩnh, hắn trèo lên vách đá hôm nọ, nhặt ít củi rồi đốt lửa để ngồi đó. Cô gái kia chẳng biết xuất hiện từ đâu làm cho hắn giật mình. Thế cô ta mang một hơi lạnh với một cái nhìn bí ẩn, thế nhưng đó chỉ là đôi chốc thoáng qua ở bên ngoài. Cô gái nhìn thấy ánh lửa thì cũng chẳng tiến lại gần mà bảo: "Này trăng sáng, liệu anh có muốn đi dạo hay không?" Tay Sáu cứ chăm chú nhìn vào cô gái rồi gật đầu, sau đó từng bước tiến theo cô ta vào trong bóng tối. Đường đi lảo xảo, những tiếng lá khô trên chân của hai người đang dạo bước để lại đống lửa đằng sau yếu dần rồi chuẩn bị tắt ngấm. Thế nhưng hình như có một điều mà Sáu không hề nhận ra, đó chính là cô gái kia đang đi cùng với hắn, đôi chân chẳng hề đi chạm đất mà nó chỉ lướt nhẹ trên những chiếc lá rụng trong khung cảnh trời tối om. Mỗi bước đi Sáu lại cảm thấy có cái gì đó ở đằng sau lưng, nhưng hắn ta cũng chẳng để ý vì đôi mắt của hắn vẫn đang hướng về cô gái đó. Đi đến một gốc cây lớn, cả hai dừng lại. Tay Sáu thì rụt rè chẳng nói thêm được lời nào. Hắn ta cứ đứng im mắt nhìn cô gái kia không chớp. Cô gái bẽn lẽn rồi nói: "Em nói cho anh nghe bí mật này, anh có muốn xem không?" "Ờ, em nói đi." Người gã Sáu gật đầu lìa lịa, mắt cũng không rời, giọng hồ hồi hẳn lên: "Nhưng anh không được la toáng lên, phải giữ bí mật đấy." Cô gái đó lại nói tiếp. Sáu cũng gật đầu rồi như nôn nóng để dục. Cô gái tiến đến gốc cây bỏ lại Sáu ở đằng sau. Từ từ cô ta nhấc toàn thân lên, cái đầu với một khuôn mặt xinh đẹp cùng với mái tóc gắn liền với ruột gan, lục phủ ngũ tạng cũng dần dần được lôi ra bên ngoài. Sáu há hốc mồm trợn tròn mắt rồi không may ngã lăn xuống đất. Mắt rụi rụi liên tục vì không tin những gì mình đang chứng kiến. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm, cơ thể của hắn cứng đờ lại như sắp chết. Hắn ta run rẩy nhìn vào cô gái, thế nhưng cái giọng ma quái kia lại cất lên làm cho hắn sững người, không làm thêm được gì cả. "Đi với em." Những bước chân theo sau, cả hai đang đứng trên tảng đá lớn rồi nhìn lên ánh trăng. Sao không biết mình đang làm gì cả, chỉ biết làm theo những gì mà cô gái kia nói. Trong khi đó, ở trong bàn, cả thầy đã ăn uống xong xuôi và thu dọn. Ninh lấy cái túi bỏ cả đống thịt tươi đã được gói gọn trong tàu lá chuối. Tôi hỏi hắn trả lời rằng để đồ mai còn chuẩn bị đi làm. Hai tên đi về phòng nhưng không thấy Sáu đâu cả. Hỏi han cũng chẳng ai biết, nghĩ rằng hắn chỉ đi dạo cho nên chẳng ai quan tâm. Cứ để muộn là Sáu sẽ tự giác đi về. Cho đến khi cả bàn đã tối om, Sáu mới mò mẫm về đến phòng, mở cửa rồi nằm trên cái chõng tre cùng với Tư. Hắn mở mắt suốt cả đêm mà không dám ngủ. Không ai biết hắn có vấn đề gì, thế nhưng chắc hẳn đêm nay hắn đang có chuyện với bao nhiêu câu hỏi đang bủa vây ở trong đầu. Cô gái kia hắn gặp là ai? Sao lại kỳ bí đến như vậy? Đến ngay cả hắn cũng không biết phải trả lời những câu hỏi xoay quanh mình thế nào. Nghĩ lại hắn vẫn còn cảm giác hơi rùng mình. Cho đến khi trời sáng hẳn, Sáu mệt nhọc đi ra bờ suối để làm vệ sinh. Nhìn những dòng nước chảy kia làm cho hắn hơi hoa mắt, phủi nhẹ mái tóc dày vắt ngang sang. Hắn liền trên nơi mà hắn đã gặp người con gái đó. Tư và Ninh tiến lại rồi hỏi chuyện: "Đêm qua mày đi đâu mà đến khuya mới về vậy?" "Em đi hóng gió, có gì không anh?" Hắn liền trả lời lạnh lùng. Chính vì cái sự lạnh lùng của hắn làm cho Ninh để ý, hắn đưa con mắt nhìn Sáu hỏi với kiểu tra khảo: "Qua là mày đi với ai?" "Không, em đi một mình thôi, chả đi với ai cả." Hắn vội vàng xua tay rồi lắc đầu mạnh một cái. Tên Ninh bí hiểm vẫn không ngừng thăm dò, thế nhưng không có kết quả. Hắn thấy Sáu có biểu hiện lạ, không giống như những gì mà hắn ta đã biết về tên này. Mấy tên trở lại trong bản, mọi thứ lại diễn ra như thường ngày. Còn chị em phụ nữ vẫn gắn liền với những công việc hàng ngày. Ninh chuẩn bị rất kỹ càng cho chuyến đi này. Những con gà được giết rồi vặt lông, mổ xẻ xong xuôi, hắn ta cũng cẩn thận gói ghém lại rồi cho hết vào trong chiếc túi. Nước uống và rượu cũng đã đầy đủ. Mấy tên đi vào trong giường nghỉ ngơi. Tối nay chúng sẽ bắt đầu đi làm việc. Ánh hoàng hôn vừa tắt ngấm, ba tên nhìn nhau không nói câu nào, rồi dắt chiếc dao cán dài vào hai bên hông.
Xong xuôi tất cả đi ra bên ngoài, đóng cánh cửa lại, vẫy tay chào mọi người đang hòa vào trong bữa tiệc. Tuy có mời nhưng cả ba đều từ chối và đi ra khỏi bàn. Ninh đốt đuốc lên sáng rực, cùng nhau đi tiếp trên con đường, hướng đi tiếp sang những dãy núi khác. Như những gì hắn ta đã vạch ra cũng sẽ khá là xa. Do cũng không biết rằng liệu những kẻ đi trước kia có lấy hết hay không, cho nên Ninh phải thúc giục hai anh em đi nhanh chóng. Những bước chân rất trời đêm khuya trong khu rừng rậm rạp, mặc cho gai đâm thủng cả quần áo, rách cả da thịt khi phải len qua những bụi gai, nhưng cũng chưa tên nào muốn nghỉ lại. Xuống dưới ngọn núi, mấy tên lại tiếp tục leo qua những vách đá to tướng, rồi lại tiếp tục di chuyển vào khu rừng cấm để kiếm những thứ đồ cần thiết. Cũng biết là rất nguy hiểm, nhưng vì tiền tài ở đó cho nên không tên nào muốn dừng lại. Cho đến khi trời sáng hẳn, đôi chân gần như rụng rời sau một đêm di chuyển nặng nhọc, cả ba đều sưng húp bàn chân lên, đành phải kiếm chỗ ngồi để nghỉ ngơi. Ninh nhìn xa xăm dãy núi trùng điệp bao phủ màu xanh mà ngao ngán, hơi lắc đầu. Có lẽ là còn xa đấy, mà đi nhiều quá chân nó mỏi. Hai anh em cũng gật đầu với tên Ninh, thế nhưng cái bụng sôi lên sùng sục làm cho cả ba không thể chịu đựng nổi nữa, đành phải lấy một ít thức ăn trong túi ra ngồi nướng, sau đó đánh chén rồi uống rượu, nằm nghỉ ngơi ở đó một lát. Cho đến khi trời cũng đã xế chiều, cả ba lại bắt đầu chuyến đi của mình trên đôi bàn chân đã thấm mệt. Tay cũng mỏi như cầm đuốc soi đường, chuyển nhau người này cầm rồi người kia cầm. Dãy núi này cũng leo khó, bàn tay bàn chân rách với những viên đá nhỏ đâm phải. Thế nhưng cả ba vẫn gồng mình chống chọi bằng những bước đi. Tuy tốc độ có hơi giảm vì có những chiếc cây nằm ngổn ngang làm cho Tư vấp đập mặt xuống. Cũng may là chỉ chảy sức nhẹ cho nên không ảnh hưởng nhiều đến chuyến đi. Âm thanh núi rừng trong buổi đêm trông thật tĩnh lặng mà đáng sợ. Có lẽ ai cũng biết rằng cái nơi rừng sâu nước độc này không biết vẫn còn đang ẩn chứa những gì nguy hiểm. Trải qua những bước đi mệt mỏi, Sáu nằm gục xuống thở dài, do mệt quá hắn liền thiếp đi. Ninh thấy vậy thì cũng đành bỏ đúc xuống rồi nghỉ ngơi. Sáu thoáng thấy có một chiếc bóng vụt qua chỗ hắn nằm, thế nhưng đưa mắt ra nhìn chỉ là một màu đen của những làn sương bao phủ. Mọi thứ đều khó diễn ra. Lúc này trong tâm trí của Sáu, cái hình ảnh cô gái rút hết những gì bên trong cơ thể ra làm cho hắn trở nên run rẩy, như có một luồng gió lạnh lẽo thổi vào trong người. Hắn không còn ngủ nữa, cho dù mồ hôi ướt đẫm áo, tảng đá đằng sau cũng lạnh cả đi, thế nhưng tiếng ngáy của anh trai hắn và của gã Ninh thì cứ vang đều từng nhịp, trong khi ngọn đuốc cũng đã cháy rồi để trả lại màn đêm cho núi rừng. Trời sáng, cả ba cũng không làm mất thời gian, sau khi đã nghỉ ngơi nhiều, tiếp tục leo lên những vách đá treo leo rồi bám lấy nhau kéo lên những địa hình khó. Cái áo đi mấy ngày ròng rã cũng đã hôi rình, tên nào tên nấy cũng ngứa ngáy cho nên cởi trần ra để đi. Những bụi gai dài to ven đường chắn ngang lối làm cho cả ba phải lên qua, nên tên nào tên nấy cũng rách cả người. Chẳng biết đã có bao nhiêu vết xước khi đi từ núi này cho đến núi nọ, leo qua những vách đá mà tên nào tên nấy cũng toàn dưới máu ở chân. Không những vậy, những loại muỗi rừng cũng thi nhau kéo đến để đốt cả ba. Dừng chân ở khe núi với những tàn tích ở bên người, mỗi khi chạm vào nước là cơn đau lại nhói lên, khiến cho cả ba tên nhằn nhó mà chỉ biết tự gào. Đồ ăn cũng đã được mang ra ăn gần hết một nửa, rượu thì cũng đã kiệt. Bầu trời cũng bắt đầu xám xịt lại. Ninh nhìn xong rồi bấm bấm tay, thế có chuyện gì đó không hay thì đành rụng rã mấy tên. Này này, đi nhanh thôi, anh thấy tối nay là có chuyện rồi đấy. Thế nhưng hai anh em của Tư và Sáu thì cũng mặc kệ, bỏ ngoài tai vì đã quá mệt cần nghỉ ngơi, nằm gục xuống gốc cây trong sự sốt sắng của Ninh. Tên này thấy có vấn đề nằm cũng chẳng yên, hắn đi đi lại lại định kéo cả hai tên lên, trong khi nhìn vào khu rừng đã chuẩn bị đi ngang qua đang có những gì đó bao quanh. Tên Ninh cảm thấy hơi rùng mình, thế nhưng rồi có suy nghĩ thêm bao nhiêu đi nữa thì hắn cũng bị giấc ngủ đánh gục. Cả ba cứ ngáp lên ngáp xuống rồi mở mắt, cúi mặt xuống để rửa bên dòng suối chảy nhẹ. Tư nhìn trời thì cũng tự nói, lại qua thêm một ngày nữa rồi mà chưa biết là bao giờ mới tới nơi nữa. Hai tên kia nhìn lên hướng trên bìa rừng. Tên Ninh nghe xong tính dục tiếp, thế nhưng mà hắn nhớ ra gì đó thì vội vàng dục, chết rồi, phải máu đi thôi chứ không có kịp đâu. Hai tên kia nghe xong thì cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy đến, thế nhưng Tên Ninh cầm lấy chiếc túi rồi ném cho cả hai, rồi mau chóng đi lên khu rừng đang dần chuyển vào màn đêm đen bao kín. Những bước chân mang theo sự khó hiểu của hai anh em Tư và Sáu cứ như vậy nhìn nhau, nhưng vẫn đi theo sát Tây Ninh mò mẫm cùng với cây đuốc ở trong khu rừng già.
Những bước chân vang lên trên những viên đá sỏi cũng đã nghe rõ hơn. Những âm thanh kỳ lạ hình như cả ba chưa bao giờ nghe thấy. Nó như tiếng khóc pha kèm với những tiếng gầm rú bên tai, nghe đến nổi cả gai ốc. Những cây cây cũng từ từ va vào nhau, chẳng khác gì như đang chuyển động. Tề Ninh cố gắng tránh cho ngọn đuốc khỏi bị dập tắt. Hai tên bám chặt lên gốc cây mà đi, tránh gió to đang thổi tới. Hắn vừa đi vừa tự nhủ: hai cái thằng khốn này làm giờ xảy ra chuyện rồi đó. Gió làm cho ánh lửa trên cây đuốc đung đưa dữ dội. Trời đất hơi tối sầm lại. Hơi lạnh cũng đã làm cho tay của tên nào tên nấy nổi hết cả da gà. Mấy tên nhìn nhau rồi hơi chần chừ. Tư liền bảo: quái lạ, sao lại có mưa ở đây, lạnh quá. Thì cũng tại mấy chú chứ còn ai vào đây. Anh đã bảo là phải rời đi, nhưng mà ham ngủ quá thì bây giờ phải đành chịu thôi. Than cái gì mà than. Ninh vẫn cầm củi đi từng bước. Tư và Sáu chỉ còn biết nhìn nhau, chả biết nói gì cả. Quay ra đằng trước nhìn thẳng vào tay của Ninh đang lần mò con đường. Thế hắn ta như có vẻ biết trước được sự việc, cho nên mới rối rít như vậy. Thế nhưng lời của gã Ninh này liệu có chính xác hay chỉ là một trận mưa dường như bình thường? Bỏ qua hai tên cứ như vậy bước theo, thì gió lúc này thổi mỗi lúc một lớn. Những cây cây đung đưa dữ dội, những đám mây đen đặc kéo tới che khuất cả bầu trời bằng một màu của mực, làm cho mọi thứ càng trở nên khó khăn. Gió bắt đầu thổi to dần, những lá cây cũng bắt đầu thổi theo chiều gió. Bụi bay mù mịt khiến cho cả ba phải rụi mắt. Nhưng hẳn mưa lớn dần tạt vào mặt của cả ba tên. Ninh liền gào lớn: mẹ kiếp, nó đen quá. Vừa nói xong thì ngọn đuốc trên tay của hắn cũng đã tắt ngấm. Cả một vùng trời tối đen lại, cùng với đó là những cái cây ma quái đang đung đưa với nhau, hú lên nghe những âm thanh như từ xa xăm vọng lại. Anh tính sao bây giờ? Tư hơi hoảng thì vội vàng hỏi tay Ninh: bây giờ chỉ còn cách là chạy thôi chứ làm sao. Anh giục chúng mày đi mà chúng mày chẳng thèm để ý. Giờ thì mạnh ai thằng ấy chạy đi, mai giờ còn có hy vọng mà sống. Ninh bắt đầu cột chặt lại chiếc túi. Sáu thì cũng chẳng nói gì. Suốt từ lúc diễn ra sự việc, hắn cũng cúi gằm mặt xuống. Tự thấy thằng em của mình hơi lạ, nhưng rồi hắn lại mặc kệ, quàng chặt tay nải rồi giục chạy. Cả ba tên cắm đầu vào chạy, trong khi tiếng sấm vang lên như muốn xé tan khoảng trời âm u. Kèm theo đó là những tia sét lóe sáng trên bầu trời tối thui. Mưa nặng hạt làm cho áo tên nào cũng ướt đẫm, đôi chân nặng nề hơn. Nhưng chẳng ai dám dừng lại mà cắm cúi chạy, vì nghe như là Ninh nói, chỉ cần chạy thì may ra còn hy vọng sống. Những cái cây to hình như có động tác của một thứ vô hình đang diễn ra ở xung quanh, tiến lại tạo thành những bức hàng rào bao vây lấy cả ba. Tôi nhìn hai người chạy cũng thắc mắc, bởi vì hai tên chạy như không có cái gì vướng, mà tay của Tư hết mắc phải những bụi dây gai hay cả những khúc củi làm cho hắn ta ngã xoàng dưới mặt đất. Đau đến vậy nhưng cả hai gã kia cũng chẳng thèm quay đầu lại. Hắn đành phải bất chấp liều mình cùng với cái chân đau gượng dậy, cố gắng chạy qua những hàng cây như muốn chặn hắn lại. Tên nào tên nấy cũng run lên vì lạnh, đôi chân mỏi dần. Gã Ninh thì bực mình, hắn cũng chưa biết nên làm thế nào để thoát ra khỏi đây. Hai bàn tay của hắn nắm chặt, gặp một gốc cây hắn đấm thật mạnh để xua đi nỗi tức giận. Cả ba chạy ra được khu đó thì mưa cũng đã ngớt dần, giờ cũng bắt đầu thổi nhẹ cả đi. Đổ gục xuống dưới thảm cỏ, thở không ra hơi, tư tưởng mình như đã vừa chết đi sống lại. Tay Sáu thì nằm yên ở đó mà trợn trừng mắt nhìn lên khoảng trời tối om. Ninh ngồi nghỉ một lúc thì vẫn không an tâm, hắn đứng dậy rồi giục: đi nhanh lên thôi, vẫn còn chưa có ổn đâu. Tư mệt quá không nhấc nổi được nữa, huống chi là cất bước chạy. Sáu tiến đến kéo mạnh người của Tư lên, chẳng nói thêm câu gì. Tư quay sang nhìn thằng em rồi gật đầu, cố gắng bám lấy cái vai của nó rồi bước đi tập tễnh từng bước một. Cả ba rời khỏi chỗ đó trong sự sợ sệt, cơ thể run lên từng hồi mỗi khi có cơn gió thoảng qua. Từ thấy Sáu này ít nói, dường như đang có cái gì đó ẩn chứa bên trong hắn, nhưng hắn chẳng nói gì, mà hỏi thì hắn lại im re. Những bước đi tiến thêm mỏi nhừ, tay Ninh gục xuống ở phía dưới, dùng tay đấm vào chiếc chân đau của mình. Tư và Sáu cũng là người đi rồi gục xuống. Đang trong lúc mệt mỏi và hoang mang tột độ vì chưa biết nên phải làm gì, thì đôi mắt của Tư liếc vào một cái chòi. Tư liền reo lên: kìa, có một căn chòi, lại xem nào. Ninh đưa mắt sang nhìn vào phía tay chỉ của Tư, luồng khí đen phát ra mạnh mẽ ở bên trong đó. Hắn hơi rùng mình, thế nhưng nếu như còn ở bên ngoài này thì cũng chưa biết có chuyện gì sẽ xảy đến. Hắn đành gật đầu rồi đẩy người tiến vào chỗ căn chòi hoang ở giữa rừng, cố gắng đi lại trong khi bóng tối vẫn còn đang ôm trọn lấy mọi thứ.
Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.